là đối tượng gây hại lớn cho ngành trồng trọt. Hầu hết các cây trồng đều bị chuột gây hại, đặc biệt là cây lúa bị phá hại nghiêm trọng nhất. Trong những năm gần đây, diện tích lúa bị thiệt hại do chuột gây ra liên tục tăng. Chuột chủ yếu gây hại vào ban đêm, vào giai đoạn đồng trổ. Nếu bị hại sớm, lúa có thể phục hồi tạo ra rành mới, nhưng khi chín sẽ không đều. Trên địa bàn tỉnh, nhiều năm, nhiều địa phương đã từng rơi vào tình trạng chuột gây thất thu trên một số diện tích lúa. Ở những năm thời tiết khô hạn, mưa ít, chuột càng gây hại trên diện rộng. Chuột có thời gian trưởng thành khá sớm, sau khi đẻ xong khoảng 1 đến 2 tháng sau, chuột sẽ bắt cặp trở lại để đẻ tiếp lứa mới. Một năm chuột đẻ 4 đến 6 lứa, mỗi lứa trung bình có 5 đến 12 con. Do vậy, công tác diệt chuột cần thực hiện thường xuyên liên tục để hạn chế mức độ gây hại của đối tượng này. Thưa bà con và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là năm Kỷ Hợi qua đi và đón năm Canh Tý. Vâng, nói đây là năm con chuột đấy ạ. Nói đến chuột thì đây là một vấn đề quan tâm của bà con nông dân ạ. Để có một vụ mùa bội thu thì ta phải diệt chuột cho có hiệu quả. Và đây cũng là nội dung của chương trình Bạn Nhà Nông ngày hôm nay ạ. Và trong chương trình này thì đồng hành cùng với chúng tôi là kỹ sư Nguyễn Thị Nhung, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh ạ. Vâng, thưa kỹ sư ạ. Nói đến chuột thì đây là vấn đề quan tâm của bà con, rất là có thể có phần là nhức nhối đấy ạ. Vâng, thì kỹ sư có thể cho biết là cái tác hại của con chuột này đối với sản xuất nông nghiệp trong thời gian qua thì như thế nào ạ? Vâng, thưa bà con và quý vị, đối với lại sản xuất nông nghiệp thì chuột là một trong những đối tượng mà dịch hại khó diệt trừ và gây ảnh hưởng lớn đến năng suất. Trong cái năm 2019 thì chuột gây hại nặng hơn so với năm 2018. Và đã có nhiều những cái diện tích mà mất trên 70% năng suất, đó là không cho thu hoạch, hay còn gọi là mất mùa riêng do chuột. Thì chuột cũng gây hại rất lớn cho cái đối với con người nói chung và cho ngành nông nghiệp nói riêng. Để hiểu được cái đặc tính của con chuột này như thế nào để ta có những biện pháp của nó thì chưa hẳn ai cũng biết. Vậy kỹ sư có thể nói rõ hơn cái đặc tính của con chuột? Chuột là một loại động vật có đại não phát triển, nó rất là tinh ranh. Do vậy phải nắm được một số các cái đặc tính sinh học của chuột thì chúng ta mới diệt trừ được nó một cách hiệu quả. Ví dụ như là chuột thì có cái khứu giác rất phát triển. Do vậy mà cái sử dụng mồi chúng ta cũng cần phải chú ý là những cái mồi phải không gây được cái mùi vị thì nó không phát hiện được. Sau khi sử dụng cái biện pháp thủ công thì phải vệ sinh sạch bẫy để cho nó tránh phát hiện được cái mùi của đồng loại. Đối với lại khi sử dụng thuốc hóa học thì nên sử dụng các cái dòng mà có cái thế hệ, có cái hoạt chất có thế hệ mới, và sử dụng các cái thuốc mà không gây mùi đối với lại chuột. Đúng là con chuột nó có cái tính đa nghi rất là cao đúng không ạ? Tôi thấy là cái nhiều cái ruộng lúa thì là nó đã hại thì hại tập trung vào một cái vùng đấy. Vâng, chuột thì ngoài ra còn có tính đa nghi nhưng mà lại nhút nhát. Do vậy mà khi nó đã ăn quen ở cái ruộng nào rồi thì nó cảm thấy an toàn thì nó lại tiếp tục cắn phá cái ruộng đấy. Do vậy mà biết được cái đặc tính này của chuột thì có thể là người ta sử dụng các cái mồi không có thuốc cho chuột ăn trước, có nghĩa là nó cảm thấy an toàn, sau đó thì 1 đến 2 ngày cho chuột ăn quen mồi, để sau đấy với sử dụng cái bả mà có thuốc thì chuột sẽ dễ ăn mồi hơn. Đúng là hiểu được cái đặc tính con chuột thì ta có những biện pháp để diệt trừ hiệu quả đúng không ạ? Vậy thưa kỹ sư thì đâu là những cái biện pháp để diệt trừ con chuột này ạ? Để diệt trừ chuột một cách hiệu quả thì trước tiên là phải sử dụng đồng bộ các biện pháp. Và cái khâu quan trọng nhất là phải diệt chuột phải mang tính cộng đồng, là phải diệt chuột tập trung liên tục và phải mang tính đồng loạt, có nghĩa là phổ biến đến tất cả các người dân trong vùng. Có nghĩa là người người diệt chuột, nhà nhà diệt chuột. Ngoài ra các cái biện pháp diệt chuột thì gồm các cái biện pháp, thứ nhất là biện pháp canh tác thì gồm có các cái khâu như là vệ sinh đồng ruộng, sử dụng các cái loại cạm bẫy thì gồm có các loại bẫy lồng, bẫy sập hoặc là các cái loại bẫy hun khói. Ngoài ra có thể là đào bắt bằng thủ công. Ngoài ra thì sử dụng các cái biện pháp hóa học thì sử dụng các cái hoạt chất thế hệ mới làm như là hoạt chất warfarin chống đông máu. Vậy thì cái thuốc hóa học thế hệ mới này thì nó có những ưu điểm như thế nào mà tại sao ta lại phải thay thế cái cũ? Đối với lại cái thuốc thế hệ mới thì nó mang tính an toàn cao cho đối với động vật nuôi cũng như là môi trường và con người. Ngoài ra thì nó có cái tính năng, có nghĩa là nó không gây cái hiện tượng ngán mồi
nhờn một và nó khá an toàn. À, chủ yếu hiện nay đang sử dụng các cái thuốc như là Antimai 3D hoặc là Ket 0,25% VKB hoặc là cái Racumin. Được. Thì chúng tôi cũng đã thử nghiệm một số các loại thuốc này để mang lại hiệu quả rất cao. Vâng, vậy thì bà con là phải cập nhật kiến thức là cái gì nên sử dụng và không nên sử dụng đi ạ. Vậy chúng ta có thể yên tâm là bà con là sử dụng được cái thuốc thế hệ mới này hiệu quả và cũng tránh được cái việc sử dụng thuốc cũ đúng không ạ? Vậy thì cái thuốc hóa học này thì chúng ta cần phải lưu ý như thế nào để cho nó có hiệu quả cao hơn không ạ? Đối với lại sử dụng thuốc hóa học thì bà con cũng cần lưu ý là không nên sử dụng một loại thuốc trong nhiều năm mà cần là phải luân phiên các cái loại thuốc với nhau để tránh cái hiện tượng là chuột sẽ bị kháng thuốc và cái hiệu quả trừ chuột sẽ không cao. Cái thời điểm cũng như là cái vị trí như thế nào để mình thực hiện cái phương pháp này ạ? Về cái thời điểm đánh chuột, sau khi đưa nước đổ ải làm đất, sau khi đưa nước vào thì chuột sẽ co cụm trên các cái bờ mương, bờ máng. Thì lúc đấy mình sẽ bắt đầu tiến hành đánh bằng thuốc hóa học thì mang lại hiệu quả rất cao. Tức là cái địa bàn hoạt động con chuột bị co hẹp lại. Và đánh lúc này là thời điểm là cao nhất. Vậy thì ở cái vị trí thì gần làng hay là xa làng thì mình nên đánh cái này ạ? Vâng, đối với cái vị trí chúng ta nên đánh chuột thì đánh ở tất cả các cái bờ mương, bờ máng, các cái chân đê, các cái khu công nghiệp hoặc là bãi tha ma, bãi đất hoang, cái gò đống hoặc là cái khu ven làng, kiểm tra lại cái lượng mồi. Nếu như những cái nơi mà có mật số chuột cao, bổ sung mồi vào ngày hôm sau khi mà chuột đã ăn hết mồi. Tranh thủ lấy nước đổ ải, bà con nhân dân các địa phương đã tập trung diệt chuột để bảo vệ lúa đông xuân. Các địa phương có phong trào diệt chuột như Yên Khánh, Yên Mô, ở những địa phương này duy trì được lực lượng đánh chuột chuyên nghiệp. Ngoài đánh bắt thủ công, bẫy sinh học, việc đánh bắt chuột ở đây chủ yếu là thủ công kết hợp sử dụng chó săn. Theo phương thức này, chuột đánh bắt được thu gom hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường. Thời điểm tập trung đánh bắt nhiều nhất là sau thu hoạch lúa và lấy nước đổ ải. Ở Hợp tác xã Vân Long, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, những năm gần đây tập trung mở rộng diện tích lúa cấy máy, do đó công tác diệt chuột được quan tâm hơn. Với phương châm lấy thu bù chi, người dân đóng góp trên đầu sào, toàn bộ số thóc được chia đều thành viên hộ gia đình đánh bắt chuột. Phương thức này giúp Hợp tác xã Vân Long nói riêng và xã Gia Tân, huyện Gia Viễn liên tục bảo vệ mùa màng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ là đang thời điểm bà con lấy nước đổ ải làm đất, cũng là cái thời điểm mà diệt chuột hiệu quả rất là cao. Và cái công tác diệt chuột thì đang được tiến hành triển khai các địa phương. Vâng, đúng là diệt chuột phải nhiều phương pháp và nhiều địa hình thì mình sử dụng các phương pháp khác nhau. Và đánh bắt liên tục, thường xuyên và có cái cộng đồng cao thì được đạt hiệu quả cao hơn đúng không ạ? Vâng, thì bây giờ mình có thể xuống một địa bàn xem bà con là hiện nay thì đang diệt chuột như thế nào. Vâng ạ, thưa bác giám đốc ạ, hiện nay thì cái công tác diệt chuột của mình thì đang được tiến hành như thế nào rồi ạ? Chỉ là riêng cái kế hoạch diệt chuột ở các xã cách đây là bắt đầu vào đầu mùa cách đây một tháng. Các xã đã huy động tất cả nhân dân với cái tổ dịch vụ đánh chuột là đã đi bỏ thả mồi và đã quyết liệt về đánh đợt đầu của cái vụ chuột xuân năm nay. Vậy thưa bác, vậy cái khi mà đánh chuột xong ấy thì cái việc mà thu gom thì mình được tiến hành như thế nào ạ? Các xã lại cộng thêm với dịch vụ đánh chuột cũng như là huy động toàn dân để thu mua những con chuột. Sau khi đã thu mua xong là các xã sẽ tiêu hủy bằng cái cách là đặt dầu ta đốt, rồi sau khi đó đốt xong người ta sẽ chôn vùi xuống hố sâu. Vậy thì là cái tiền thu mua đấy thì là được lấy từ đâu ạ? Cái nguồn tiền thu mua của chuột ấy là các xã sẽ lấy từ cái nguồn trích của thu đầu sào của nhân dân ra là 2,5 kg trên đầu sào của dịch vụ của các xã. Vậy có nghĩa là lấy thu bù chi đi ạ. Vâng, những cái hộ mà họ không tham gia thì sẽ bù cho những cái hộ tham gia diệt chuột đúng không ạ? Đây là cũng là một cái phương pháp rất là tốt để khuyến khích mọi người tham gia cùng diệt chuột đi ạ. Buổi sáng hôm nay thì cô cũng tham gia diệt chuột tại hợp tác xã. Vậy thì cô có thể nói là cái công tác diệt chuột của mình như thế nào vào mỗi mùa vụ ạ? Hợp tác xã phát động đánh chuột là chúng tôi cũng nhiệt tình tham gia. Thứ nhất là như thời vụ ấy là nhà tôi là cũng hay đánh bẫy đánh giả, xong tối thì đi đánh bẫy mà sáng thì đi thu gom về. Thế là thu gom về được con nào là nhà tôi hủy luôn, chôn sâu luôn.
Vâng, thế hàng vụ thì gia đình nhà cô có bị chuột hại nhiều không ạ? Có, nhà tôi thì cũng có, nhà tôi hai mảnh, nhưng mà nói chung là cũng bây giờ thì mình cũng phải gắn bó với đồng ruộng, cho nên cũng cố gắng để tìm mọi biện pháp để mà diệt, để mà mình cấy cho nó được thu hoạch. Thưa cô ạ, trong chương trình Bạn Nhà Nông ngày hôm nay thì có kỹ sư Nguyễn Thị Nhung, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh thì cùng về đây. Cô có những vấn đề gì cần hỏi kỹ sư về cách biện pháp diệt chuột có hiệu quả không? Đi đánh bắt thủ công thì như thế nào thì để có hiệu quả hơn? Vâng, ngoài cái biện pháp hóa học cũng như là cái thì còn một số các cái biện pháp thủ công cũng mang lại hiệu quả rất cao để diệt trừ chuột. Thứ nhất là cái biện pháp đào bắt. Các bác có thể tổ chức thành từng đội để đi đào bắt. Đặc biệt đối với lại cái đào bắt thì sau khi đào bắt xong thì các bác cũng phải hoàn lại cái bờ mương, bờ ruộng, bờ máng. Ngoài ra thì một số nơi cũng có thể áp dụng các cái biện pháp như là dùng các cái máy hun khói đấy. Sử dụng các cái máy hun đưa khói vào trong hang chuột, làm cho chuột sặc khói và chạy ra. Thì lúc đấy chúng ta tiến hành là đập hoặc là vồ đục chuột. Thì các bác có thể sử dụng các cái đèn pin ấy, có ánh sáng mạnh để soi chuột vào ban đêm. Nếu mà hợp tác xã có thể tổ chức được các cái tổ đội đi soi chuột vào ban đêm thì rất là hiệu quả. Thế về cái quản lý dịch hại thì giám đốc có cái câu hỏi gì cho kỹ sư ạ? Bây giờ hiện nay là cái thuốc nào trên thị trường tốt nhất để cho hợp tác xã dùng để đánh chuột mồi diệt chuột ạ? Trên thị trường cũng có một số các loại thuốc diệt chuột mang lại hiệu quả rất cao. Tuy nhiên là các bác cũng cần lưu ý là tuyệt đối không được sử dụng các cái thuốc mà cấm hoặc là ngoài danh mục thuốc được phép sử dụng ở Việt Nam. Đối với dòng thuốc diệt chuột thì khuyến cáo các bác nên sử dụng các cái dòng thế hệ mới. Sau khi hợp tác xã đã thu mua gom chuột thì những con chuột sống thì có dùng cho thức ăn những vật nuôi được không? Thu được chuột thì mình cũng có thể sử dụng các cái chuột, ví dụ chuột sống thì có thể sử dụng để làm thức ăn cho chăn, cho rắn khi mà nuôi. Còn đối với những cái con chuột chết thì cũng có thể là sử dụng để làm thức ăn cho gia súc như là cho lợn chẳng hạn. Và ngoài ra nếu mà những cái con nào nó chết lâu thì các bác có thể đem đi tiêu hủy bằng cách là chôn lấp, chôn sâu để tránh ô nhiễm môi trường. Vâng ạ, vậy giám đốc còn câu hỏi gì dành cho kỹ sư nữa không ạ? Những cái phỏng vấn ở kỹ sư là chúng tôi sẽ nắm bắt và hướng dẫn trực tiếp cho xã viên để xã viên dùng những phương pháp đó để đánh bắt chuột. Dạ vâng ạ, chúc cho hợp tác xã một vụ đông xuân thắng lợi. Với cái đà này thì chúng ta sẽ thực hiện được cái mục tiêu cả năm 2020 ạ. Vâng ạ, thưa kỹ sư thì theo kỹ sư dự tính dự báo năm nay cái vấn đề chuột hại như thế nào ở cái vụ đông xuân 2020 này ạ? Thì theo như tính dự báo thì vụ đông xuân này thì là chuột sẽ gây hại cao. Do vậy mà trước cái tình hình chuột có khả năng gây hại như vậy thì bảo vệ thực vật cũng đã hỗ trợ phân bổ cấp phát thuốc cho các cái địa phương trong tỉnh để bà con tiến hành diệt chuột một cách kịp thời, tập trung trên địa bàn toàn tỉnh để đảm bảo năng suất của vụ đông xuân 2020 giành thắng lợi. Vâng, thưa kỹ sư ạ, cái việc mà hỗ trợ cho bà con nông dân trong cái việc mà diệt trừ chuột đồng loạt trong cái thời điểm đổ nước làm đất này thì là nhiều năm chúng ta đã thực hiện tới. Đây cũng thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với lại cái con mà có ảnh hưởng lớn tới cái năng suất này. Vậy thì để bà con sử dụng có hiệu quả thì cái công tác tập huấn thì được tiến hành như thế nào ạ? Vâng, để thực hiện cái kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh thì chúng tôi cũng thường xuyên bằng cách là tuyên truyền, tập huấn trên các cái hội nghị cho các bà con nông dân về các cái biện pháp diệt chuột. Vâng, để diệt trừ chuột có hiệu quả là ta phải huy động tất cả các biện pháp đúng không ạ? Và đồng loạt phải ra quân đánh bắt và đặc biệt phải là liên tục và ý thức của người dân phải là cao đúng không ạ? Diệt trừ chuột có nghĩa là bảo vệ chính là cái thành quả của mình đúng không ạ? Cảm ơn kỹ sư đã tham gia chương trình ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hy vọng những kiến thức cơ bản vừa trao đổi cùng kỹ sư và bà con nông dân thì giúp bà con có thêm kiến thức để thực hiện tốt cái việc đánh bắt chuột ở vụ đông xuân năm 2020 này. Và chúc cho bà con bước sang năm mới sức khỏe, an khang, chúc cho một vụ mùa bội thu. Mùa bội thu.